Bác Hà ơi, từ sáng đến giờ có hàng trăm cuộc gọi từ bệnh nhân hỏi là còn khám miễn phí nữa không? Hay là mình tổ chức thêm một tuần nữa bác nhỉ? Nope. À, bây giờ là có rất nhiều ca chúng ta cần phải xử lý này, còn rất nhiều ca chọc trứng chuyển phôi này, mà mọi người thì cũng đã cạn năng lượng rồi. Chúng ta sẽ tổ chức một đợt khám miễn phí vào một đợt khác. Thông tin em cứ hỏi mọi người xem mọi người như thế nào. Bộ phận phòng lắp. Sơn ơi, tuần lễ khám miễn phí vừa rồi em cảm thấy thế nào? Trung bình một ngày em xét nghiệm khoảng 350-500 mẫu tinh đồ một ngày. Tuy mệt nhưng em rất là vui vì giúp đỡ rất nhiều người. Em đúng là hoàng tử trung tình. Thế là chiến được tiếp nữa rồi. Đi bộ phận vệ sinh môi trường. Tuần lễ khám miễn phí vừa rồi chị cảm thấy thế nào? Chị cũng mệt nhưng mà chị vẫn vui. Nếu tổ chức thêm một tuần nữa thì chị sẵn sàng tham gia chứ? Nếu trung tâm cần chị vẫn sẵn sàng. Bộ phận IT. Anh Tuyền IT ơi, chạy thêm một tuần lễ khám miễn phí nữa có được không anh? Cũng được thôi, nhưng máy móc phần mềm cần phải được bảo trì. Và anh cũng vậy. Và anh cũng vậy. Bộ phận điều dưỡng. Chị Huyền ơi, hay là mình tổ chức thêm một tuần khám miễn phí nữa chị nhỉ? No, chúng mình cần thêm cái thời gian để sạc pin. Và quan trọng nhất, tiêu chí của trung tâm đó là an toàn, hiệu quả và chất lượng cho tất cả các chu kỳ điều trị IVF tại Bệnh viện Bưu điện. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình miễn phí tiếp theo.